Đi học mà các cái bài vị bảo hộ người Phật giả, các cái Phật tử Việt Nam thì rất là đông, nhưng mà cái người mà thực hành pháp thì rất là ít. Mà cái người mà hướng đến cái tín ngưỡng ấy, thì có niềm tin thì hướng cứ những Phật tử mà tụng kinh ấy, thì rất là đông. Tới đa số là những người có cái tín ngưỡng, có cái tín ngưỡng về các cái bài kinh tụng. Nhưng mà trong những cái người mà thực hành cái pháp tụng kinh ấy, thì có cái người có chánh kiến và cũng có cái người lại có cái tà kiến, có cái sức mê tín ở trong đấy. Nhưng mà người nào thực tụng kinh mà tụng đúng thì cũng có cái lợi lạc. Nếu mà tụng kinh mà mình có cái hiểu sai một cái là nó lại trở thành phi pháp. Trong các cái kinh tụng của bên Phật giáo Nguyên Thủy thì có 11 cái bài kinh được gọi là kinh bảo hộ, kinh bảo hộ Parita. Thì những cái bài kinh này thì đại đa số là cho mọi người thường dùng để tụng niệm khi mà mình cần có cái sự gia hộ nào đấy. Nhưng mà nội dung ý nghĩa ở trong những cái bài kinh đấy mình sẽ hiểu như thế nào về cái sự bảo hộ. Thì sau khi học xong những cái bài kinh này thì mình sẽ hiểu được và mình sẽ biết cách thọ trì những cái pháp tụng kinh bằng những cái bài kinh bảo hộ này. Những bài kinh bảo hộ gọi là kinh Parita này. Thì tất cả là có 11 bài kinh bảo hộ. 11 bài kinh bảo hộ Parita thường được các Phật tử tụng đọc hàng ngày. Đây là những bài kinh do Đức Phật thuyết giảng. Nó có một cái năng lực hộ trì không thể nghĩ bàn. Với những ai có tâm tín thành và thường xuyên thọ trì những bài kinh này, tùy theo mỗi cái nhân duyên mà Đức Phật nói ra những cái bài kinh này, những cái bài kinh bảo hộ. Ví dụ như là có một cái lần Đức Phật đang có bệnh, Đức Phật lại bảo một cái vị đệ tử là hãy tụng cho ta cái bài kinh đó, bài kinh Thất Giác Chi đó. Thì cái vị đệ tử đấy tụng xong cái bài kinh đấy, Đức Phật nghe xong cái là dứt khỏi luôn cái cơn bệnh. Cũng có nhiều lần có những đệ tử các vị tỳ kheo A-la-hán có bệnh, Đức Phật đến thăm, rồi Đức Phật cũng chỉ đọc tụng lại cái bài kinh đấy và cái căn bệnh đấy liền khỏi dứt luôn. Nó cũng có nhiều những cái bài kinh, có nhiều những cái bài kinh có được những cái sự bảo hộ mà không có thể nào mà lý giải được, không thể nào ghi bàn được. Và có 11 cái bài kinh thuộc về các cái bài kinh bảo hộ mà ở chùa mình hàng ngày vẫn tụng đọc vào các thời đấy, các thời buổi chiều hàng ngày toàn tụng đọc các kinh bảo hộ không ấy. Bây giờ có cái quyển kinh Bali ở trước mặt đấy, thì trong đó sẽ có 11 cái bài kinh bảo hộ, từ cái bài kệ mở đầu là cái bài kinh Samanta đấy, cho đến cái bài kinh cuối cùng là bài kinh Bát Mai. Thì đấy là 11 cái bài kinh bảo hộ. Vì nó dài quá mình hay đọc tóm tắt có mấy bài. Thì 11 cái bài kinh bảo hộ trong kinh tụng hàng ngày. Thì cái bài đầu tiên là cái bài kệ mở đầu hộ kinh Samanta này. Và đến cái bài kinh thứ nhất của cái kinh bảo hộ là kinh Phước này. Bài thứ hai là kinh Châu Báu. Bài thứ ba là kinh Tâm Từ. Bài thứ bốn là hộ kinh Khanda. Bài thứ năm là kinh Phòng Tước. Bài thứ sáu là kinh Chim Cút. Bài thứ bảy là kinh Đầu Nở Cờ. Bài thứ tám là kinh Atanatija. Bài thứ chín là kinh Angulimala. Bài thứ mười là kinh Nhất Chi. Nhất Chi này có ba bài liền. Bài thứ 11 là kinh Ban Ma. 11 cái bài kinh Parita. Người tụng trì những cái bài kinh này phải có đủ những yếu tố trong, thì cái việc là tụng đọc kinh này mới có cái lợi lạc, có cái sự lợi ích. Đó là có đức tin tan bản. Cái người này phải có đức tin, chứ tụng kinh không có đức tin thì nó không có cái oai lực nào hết. Có đức tin tan bảo, có giới hạnh thanh tịnh, có giới đức thanh tịnh. Tức là người tụng kinh đấy phải là một cái người giữ giới thanh tịnh, giữ năm giới hoặc tám giới, hoặc các cái giới của người tại gia thì giữ thanh tịnh cái giới của người tại gia.
Người xuất gia thì giữ thanh tịnh như giờ của người xuất gia. Còn cái người mà không có giới hạnh thanh tịnh thì tụng kinh cũng không có ai được. Và đọc đúng pháp âm Pali. Người tụng cái kinh này thì bắt buộc phải học bằng cái âm pháp Pali, tụng bằng tiếng pháp Pali thì mới tốt. Và hiểu nguyên nhân, ý nghĩa của cái bài kinh Pali ta. Đọc tụng bằng Pali nhưng mà vẫn phải hiểu nghĩa một cách rõ ràng, hiểu một cách chính xác. Hiểu không có được mê mờ, tức là phải có chánh kiến, phải có trí tuệ trong cái lúc học cái tụng cái bài kinh Pali đấy. Có đủ bốn cái yếu tố này thì cái việc tụng kinh đấy sẽ có lợi ích. Mình cầu cái sự gia hộ này thì nó sẽ thành tịnh. Đây là cái bài bốn yếu tố đây xong. Trước khi tụng những cái bài kinh bảo hộ ấy, thường có một cái bài kệ, thường đọc một cái bài kệ mở đầu, kệ mở đầu hộ kinh, gọi là cái là kinh Samatha, cái đọc Samatha chẳng cả con lên chú là chẳng hết chẳng chú điên ra. Cái bài kinh này, cái tiếng Bali này thì mình phải học đọc hàng ngày. Phải hiểu được cái ý nghĩa nó ở bên trong cái bài kinh này, là mình thỉnh mời các vị chư thiên đến để lắng nghe pháp này. Hỡi chư thiên giả từ trong những thiên hà, xin hãy đến nơi đây và lắng nghe diệu pháp. Pháp thiên đạo giải thoát của hiền vương Thích Ca, này hỡi chư hiền giả từ này xin nghe pháp. Ba lần về thành kính đảnh lễ ngài Thế Tôn A La Hán đấng toàn trí hiện ra ba lần. Cái nội dung của cái bài kinh: những hiền trí nào có tâm an tịnh đã nương tựa vào ba ngôi bóng ở thế giới này hay thế giới khác, chư địa tiên và thiên tiên, những vị thường tích lũy vô vàn công đức, xin hãy đến nơi đây. Những vị an lạc thiên ngự ở núi chùa Meru bằng vầng dòng cao quý, hãy đồng lòng lắng nghe những lời châu báu của đức đại hiền Bao Ni cao thượng, là nguồn của sự an lạc. Từ trong tất cả các thiên hà, chư Dạ Xoan, chư thiên và chư đại phạm thiên, những công đức nào được làm bởi chúng tôi khiến trọn vẹn tất cả những sự thành tựu, xin hãy tùy hỷ tất cả những công đức ấy, tận tâm hòa hợp trong giáo pháp và cùng nhau bảo vệ không sao nã. Nguyện cầu những hương thịnh hàng hiện hữu cho thế giới và cho giáo pháp. Xin chư thiên hàng hộ trì cho thế giới và cho giáo pháp. Nguyện cầu cho các sinh linh cùng tất cả tùy tùng họ hàng quyến thuộc được an lạc đẹp ý và thoát khỏi mọi lụy phiền, thoát tai họa từ hồn quân đạo giặc phàm nhân phi nhân, hỏa hoạn nước cuốn cây đổ ma quỷ, sao hạ hung tinh vật nhọn tà đạo dịch tà giáo, tà kiến hiệp nhân, voi ngựa như bò chó dữ, rắn bò cả thủy xà báo gấu linh cộng châu lợn rừng vì thần Dạ Xoan. Xin bảo vệ sinh linh tránh khỏi bao tai họa cùng bao nhiêu bệnh hoạn và mọi điều chữa hại. Đấy là cái bài mở đầu, cái bài kệ mở đầu cái bài hộ kinh đấy. Cái bài kệ này có cái ý nghĩa gì? Bây giờ mình là cái phần ý nghĩa của cái bài kệ này. Nghe cái bài kệ này thì nó có cái trong này nó có cái tính chất của cái tín ngưỡng, có cái tín ngưỡng thì mời chư thiên đến và nhờ chư thiên hộ trì. Trong này nó có giống các cái pháp lễ bái ở bên ngoài không? Tín ngưỡng không? Cái vấn đề thứ nhất là tại sao lại phải mời chư thiên từ trong những thiên hà đến để nghe tụng kinh? Trước khi tụng kinh tại sao lại đi mời chư thiên đến nghe tụng kinh? Không có tin là mình mời được chư thiên đến tụng kinh không? Mời được chư thiên đến tụng kinh, đến để nghe tụng kinh. Vậy chư thiên có giống con người không? Bây giờ mình có mời, bây giờ đi tụng kinh mình có mời mọi người đi tụng kinh không? Có, mình chỉ cần đánh hiệu một cái tất cả mọi người nghe thấy đến tụng kinh luôn. Thì cái người đánh mộc bản là mời mọi người đi tụng kinh, mời tất cả mọi người hãy đến đây tụng kinh. Nên thì mình, thế còn mình mời chư thiên đến tụng kinh để làm gì? Bởi vì chư thiên cũng cần phải tu tập mà. Có nhiều chư thiên đã quy tam bảo giống như những Phật tử tại gia, mời chư thiên về nghe pháp cũng giống như mời các Phật tử đến chùa nghe pháp tu tập. Thì lúc nào tất cả những mọi người đến giờ tụng kinh mình tu tập thì
bên cạnh mình còn có các vị chư thiên nữa, mình cũng phải mời các vị ấy tu tập. Chư thiên có nhiều công việc bận sự phải làm, cũng có lúc phóng dật thiếu tinh tấn trong sự tu tập. Nếu có người mình mà động viên khích lệ hay là mình thỉnh mời họ thì họ sẽ tinh tấn hơn. Chứ bây giờ mà kể cả ở trong mọi người xung quanh mình vậy, nếu mà mình không có cái thời khóa, mình cứ để cho mọi người tự giác, mọi người sẽ giải đãi ngay. Cho nên là phải có cái sự thúc giục, có cái sự nhắc nhở, có cái sự khuyến tấn để cho mọi người cùng tu tập. Thì mình mời các vị chư thiên đến tu tập cũng là vậy, cũng là mình phải sách tấn, mình phải khích lệ, mình phải động viên, nhắc nhở cho mọi người cùng hướng đến cái sự tu tập, đến những nghe giáo pháp. Khi chư thiên mà đến tu tập, đến nghe pháp thì sẽ có lợi ích cho cả chư thiên và cho cả con người và cho cả những cái người thỉnh mời. Thì chư thiên thì có trí tuệ nhạy bén và hiểu pháp rất là nhanh nhẹn, đó là cái lợi ích của chư thiên. Chư thiên người ta nghe pháp người ta sẽ hiểu nhanh hơn cả con người, vì cái thân của họ, cái sắc thân họ rất là vi tế, họ không có những cái bứt rứt về cái thân thể nó thô phù nặng nề như con người. Con người mình thì có cái thân thể thô phù nặng nề, cho nên là mình bị cái thân này nó chi phối rất nhiều, sinh ra nhiều cái phiền não. Thế như lúc nào lúc thì đói, lúc thì no quá khó chịu, no thì nó lại buồn ngủ, đói thì nó lại muốn đi ăn, nó cũng là nó cản trở cho cái trí tuệ rồi. Lúc thì đói khát, lúc thì nóng, lúc thì lạnh, lúc thì đau nhức, lúc thì khó chịu, buồn ngủ, nó sinh ra nhiều cái bứt rứt ở thân thể, cho nên là cái trí tuệ con người không nhanh nhẹn, không chắc bén bằng các vị chư thiên. Mà vì chư thiên thì người ta có cái thân thể nó rất là vi tế, nó rất là nhẹ nhàng, cho nên là nhưng mà vì người ta lại sinh ra cái tâm mà nó hay phóng dật, ham chơi, thích hưởng thụ những cái dục này. Vì vậy cho nên là nếu mà có cái sự thức tỉnh, có cái sự khích lệ sách tấn để hướng về giáo pháp thì họ lại rất là tinh tấn và hiểu pháp rất là nhanh. Họ có thể nghe những cái bài tụng kinh và sẽ hiểu được những cái ý nghĩa rất là sâu xa ở trong đấy, có hiểu còn hiểu nhanh hơn những người con người. Thứ hai là chư thiên có những cái thần lực có thể hộ trì cho con người, làm cho các cái ác quỷ ác thần phải sợ hãi tránh xa. Đó cũng là một cái lợi ích của con người. Ở đâu mình mà mời được nhiều chư thiên đến thì những cái loại ác quỷ ác thần, các cái loại quỷ thần tà ma thì nhìn thấy chư thiên là nó sẽ chạy, nó tránh xa. Chư thiên có oai lực hơn, có thần lực hơn. Mà những cái ác quỷ đấy thì con người mình lại không nhìn thấy, mình không có thiên nhãn, mình không thấy, còn các chư thiên thì người ta lại thấy. Có những loại ác quỷ thần đến để quấy nhiễu thì sẽ được chư thiên bảo vệ, xua đuổi để cho tránh xa. Thì vậy nên là nếu mà mời chư thiên đến để tu tập thì sẽ có lợi ích như vậy, lợi ích cho cả hai. Nên giống như là bây giờ mình mà có cái công việc gì đấy, mình mời mấy người công an đến xem, thì mấy thằng trộm nó sẽ sợ, nhìn thấy công an là nó sợ thì này. Nhưng mà có khi mình chưa chắc đã phát hiện ra, mình chưa chắc mà bọn trộm, bọn cướp, bọn có tội nên chưa chắc nó đã sợ, nó nhìn thấy công an nó sợ. Để những cái ác quỷ ác thần nhìn thấy các thằng chư thiên cao thượng nó sẽ sợ. Đấy là có một cái năng lực hộ trì và hỗ trợ lẫn nhau giữa con người và chư thiên, có cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Con người cũng có thể hỗ trợ khích lệ làm cho chư thiên có cái sự thức tỉnh và hướng về sự tu tập giải thoát. Chư thiên sẽ có một cái sự hỗ trợ là bảo vệ những cái chỗ, những bảo vệ giáo pháp, bảo vệ những người thực hành giáo pháp, tránh khỏi những cái sự quấy nhiễu của các cái loài quỷ thần bất thiện. Vì vậy trước khi tụng kinh, những cái bài kinh Paritta này thì thường đọc cái bài kệ mở đầu, đó là thỉnh các vị chư thiên về để nghe pháp. Nhưng mà có phải là chư thiên nào người ta cũng về nghe pháp không? Có phải giờ mình mời một cái là chư thiên về chặt hết nhà không? Bây giờ có cái ngày mà ở chùa mà có
cái ngày hội gì mình bắt loa thông báo mời cả làng ra dự lễ, thì cả làng có kéo nhau hết đâu, chắc chỉ được mấy người, chắc chỉ được vài người thôi, cả làng hàng trăm ngàn người nhưng chỉ được vài chục người ra thôi. Thì mình thỉnh chư thiên cũng vậy, hàng ngàn hàng vạn chư thiên đấy, nhưng mà chắc mới đến được mấy người, những người nào có niềm tin với giáo pháp người ta mới đến. Vậy thì trong hàng chư thiên cũng thế, có những người người ta không quy y Tam Bảo, người ta không có niềm tin với Phật pháp thì chư thiên người ta không đến. Vì vậy không phải là tất cả các vị chư thiên đều là những người Phật tử, cũng như con người không phải là tất cả mọi người đều là Phật tử, không phải là ai mời đến chùa người ta cũng đến. Thì các vị chư thiên cũng thế, cũng có người người ta theo ngoại đạo, cũng có người người ta có tà kiến, cũng có người người ta cũng bất tín, người ta không có niềm tin, cũng có người người ta chỉ lo hưởng thụ đời này, người ta chẳng nghĩ đời trong, thì giống y như con người ở dưới nhân gian vậy. Có những vị là thiên tiên, những vị là địa tiên, các vị thành các vị thiên tiên và địa tiên. Thế rồi thì mình hiểu thế nào là các vị thiên tiên và thế nào là các vị địa tiên. Thiên tiên là các vị sống ở trên hư không, có những chư thiên thì sống ở trên hư không thì được gọi là các vị chư vị thiên tiên, còn các vị chư thiên mà sống ở mặt đất thì được gọi là các vị địa tiên. Thế con người có ai là thiên nhân, có ai là địa nhân không? Lúc mình bay trên trời thì gọi là thiên nhân. Chư thiên thì người ta ở trên hư không, có cái hàng chư thiên người ta ở trên hư không, người ta có nhà cửa trên hư không. Có những vị chư thiên thì chỉ có sống ở trên mặt đất thôi. Vậy sống trên mặt đất thì người ta ở đâu? Hàng ngày mình có gặp các vị này không? Chư thiên ở trên hư không, chư thiên ở trên hư không, chư thiên nào sống trên mặt đất, muốn sinh làm chư thiên thì phải làm gì? Nhiều về các vị chư thiên thôi. Chư thiên là có ở sáu cõi trời dục giới thì được gọi là chư thiên này. Chư thiên ở cõi tứ đại thiên vương, chư thiên ở đao nợ, chư thiên cõi dạ ma thiên, đô số thiên, hoa na thiên và tha hóa tứ đại thiên. Thì chư thiên này sẽ sống ở từ cõi thứ hai đến cõi thứ sáu là các vị thiên sống ở trên hư không. Có những cái vị chư thiên sống ở trên hư không đấy là từ cõi trời đao nợ mà đi. Cõi dạ ma, cõi đầu suốt, cõi hóa nạc và cõi tha hóa tự tại thiên thì đấy là sáu cõi trời dục giới, thì các vị chư thiên đấy sẽ sống chủ yếu là ở trên hư không. Riêng có cõi thứ nhất, cõi tứ thiên vương thì các vị chư thiên đấy sống cả ở trên hư không và cả ở trên mặt đất. Thì những cái vị chư thiên nào mà có cái phước đức lớn, cái công đức lớn ấy, thì sẽ ở trên hư không. Còn chư thiên nào mà có khi mình tạo được ít cái công đức hơn thì sẽ sống ở trên mặt đất. Sống ở trên hư không thì chư thiên đấy sẽ cao thượng hơn. Cứ chư thiên mà càng cao, càng ở các cõi cao thì sẽ càng cách xa mặt đất, cao hơn mặt đất. Càng ở trên hư không cao thì chư thiên đấy càng cao thượng. Chư thiên sống trên mặt đất gần gũi với con người nên thường có sự tác động đến cuộc sống của con người. Và con người thì hay thờ các vị chư thiên thần này để mong cầu sự hộ trì giúp đỡ. Nên là có rất nhiều chư thiên ở sống trên mặt đất, người ta sẽ tác động đến con người. Đôi khi người ta sẽ tác động vào, người ta sẽ biết được những chuyện quá khứ và tương lai của mọi người. Có những cái người, người ta có thể trở thành những cái người mà người ta xem bói được cái chuyện này chuyện kia đấy. Và đôi khi người ta được nhờ những cái vị chư thiên mà sống ở trong nhà, người ta sẽ tác động vào cái người, vào con người, người ta phán được chuyện này chuyện kia. Thì đấy là các cái vị chư thiên sống ở trên mặt đất. Ví dụ như là có những vị thì sống ở trên cây cối thì đó là các vị thần cây. Có chư thiên thì sống ở trên đất, trên mặt đất mà gọi là các vị thần đất. Chư thiên sống ở trên nước như là thần sông, chư thiên sống ở trên núi trở thành thần núi. Nên các vị quỷ dạ xoa coi cai quản dưới địa ngục, các vị diêm vương
cai quản dưới địa ngục, cũng là các cái vị chư thiên sống ở trên mặt đất, chư thiên sống ở dưới nước, như là các cái hàng rồng naga, gọi là ở dưới long cung, các cái vị long vương ấy. Thì đấy cũng là các cái hàng chư thiên. Chư thiên cũng ở khắp mọi nơi, cũng rất là đa dạng. Có cái người thì có cái thân hình rất là đẹp, thù thắng, có cái dung sắc thù thắng khả ái. Và cũng có các cái vị chư thiên thì có những cái dung sắc kỳ dị xấu xí, như là các cái vị đầu trâu mặt ngựa, có những cái vị thì thành quỷ dạ xoan, có những cái này chư thiên thì chỉ có ăn các cái thực phẩm thiên thực, tức là chỉ có ăn các cái loại hoa trái ở trên cõi thiên giới. Mà cũng có hàng chư thiên thì người ta lại ăn thịt, ăn cả các cái loài súc vật, đôi khi ăn cả thịt người, đôi khi người ta ăn những cái thịt của các quỷ thần, đôi khi người ta xuống địa ngục người ta bắt những chúng sinh trong địa ngục người ta ăn thịt. Có những cái hàng chư thiên bất thiện, có những hàng chư thiên thiện. Chư thiên trên mặt đất nếu có phước thì dung sắc đẹp, thân hình phát ra ánh sáng, có thần lực, có lâu đài, có cuộc sống an vui. Chư thiên ở trên mặt đất mà phước mà ít, phước kém ấy, thì sắc diện xấu, cũng không có ánh sáng, không có lâu đài, không có nhà cửa, chỉ sống dựa vào nhà cửa, sống dựa vào cây cối, sống dựa vào rừng núi. Thì đấy là các cái vị chư thiên ở trên mặt đất vậy. Còn những vị chư thiên mà sống ở trên hư không thì đa số người ta có cái lâu đài, những cái lâu đài nó cũng tự nó hóa sinh. Ví dụ như là có những vị chư thiên khi mà làm phước ở dưới cõi nhân gian, ở dưới cõi nhân gian thì một cái vị chư thiên là mà hay làm tạo những cái phước đức lớn ấy, thì có thể là vị đấy vẫn còn sống ở đây, nhưng mà lâu đài nó đã mọc ở trên thiên giới rồi, trên thiên giới. Và có khi mà đã có những cái vị chư thiên cái phước nhỏ hơn đã sinh và sẵn ở đấy và đang chờ cái vị chủ cái lâu đài đấy sinh về sau, sinh về sau, và những cái người mà phước nhỏ hơn sẽ phục vụ, sẽ trở thành những cái vị chư thiên tùy tùng và phục vụ cho những cái vị thiên, cái thiên chủ của cái lâu đài này. Đấy, thì ở trên các vị chư thiên ở trên hư không đó, thì mọi cái phước nó tự biến hiện ra, mọi biến hiện ra nhà cửa ở trên đấy nó không có cần phải mất công xây dựng, mà các vị đấy dùng tự cái công đức nó có thể hóa hiện ra những cái tòa lâu đài để các vị sống ở trong đấy. Còn ở trên các vị chư thiên sống ở trên mặt đất thì đôi khi cũng có những người có lâu đài, nhưng mà cũng có rất nhiều vị chư thiên lại không có chỗ ở, không có lâu đài, có khi là phải ở trên một cái cây nào đấy, sống nương tựa vào cái cây đấy, và cái cây đấy chính là nhà mình. Đôi khi cái cây đấy mà bị phá hoại là người ta mất chỗ ở, mất chỗ ở, và thậm chí là cái thọ mạng người ta cũng sẽ chấm dứt khi nào cái cây đấy bị hủy hoại. Đôi khi có những vị thiên thì người ta sống ở trong những ngôi nhà, những cái ngôi nhà mà mọi người mình ở ấy. Nhìn sai lên thì có sẽ có các vị thiên người ta đến người ta ở. Vậy thì con người sống với chư thiên, sống chung với chư thiên là chuyện bình thường. Chư thiên người ta sống cùng mình ở trong nhà mình là bình thường. Ví dụ như nhà nào cũng có một cái ban thờ, thờ đôi khi là thờ ông Thổ Công, mà biết ông Thổ Công là ai? Thổ Công là ông thần đất, thần đất thì cũng là chư thiên. Đấy thì cũng là mình cũng đã làm sẵn một cái chỗ để mình mời các cái vị thiên ấy ở đấy. Như thế là chứng tỏ là xa xưa đã có rất nhiều những vị chư thiên người ta mách bảo con người ấy, mách bảo con người ấy, là hãy thờ tự các cái vị thiên người ta sống cùng với mình, làm chỗ cho người ta ở. Có chư thiên thì giúp người, có chư thiên sẽ giúp người, có chư thiên bất thiện thì làm khổ người. Có chư thiên thì tạo phước, có chư thiên tạo tội lỗi. Chư thiên mà biết tu tập thì cũng giải thoát sinh tử như con người. Và cái tâm lý của chư thiên thì cũng giống như tâm lý của con người, cũng có lúc vui buồn, cũng có yêu ghét, cũng giống hệt như con người vậy. Cũng có người có trí, người ngu, người thiện, người ác, người thì tánh tham, người tánh sân,
người thành si, có người thì có cái niềm tin biết tu tập đạo pháp, cũng có người thì bất tín, chẳng tu tập cái gì cả, sống phóng dật rượu chè cờ bạc cũng đầy đủ hết. Chư thiên mà sống ở trên hư không có dung sắc đẹp hơn chư thiên ở dưới mặt đất, thân hình to lớn hơn, tỏa ánh sáng rực rỡ, sống ở trong cung điện bằng vàng bạc pha lê và châu báu. Vị chư thiên ở trên hư không ấy thì cái phước lớn hơn, người ta hưởng thụ những cái dục nào cao thượng hơn. Đây là cũng là cùng một cái cõi tứ thiên vương. Cõi ở tứ thiên vương này thì có bốn vị vua trời cai quản ở bốn châu thiên hạ, cho nên là cái cõi cái này là cõi tứ thiên vương. Chuyện cái cõi thứ nhất được gọi là cõi tứ đại thiên vương, thì có bốn vị vua trời cai quản ở bốn châu: Đông Thắng Thần Châu, Tây Nghi Hoài Châu, Nam Thiện Bộ Châu và Bắc Câu Lô Châu. Bốn châu thiên hạ đấy. Mình thì ở cái cõi nào? Mình ở cõi Nam Thiện Bộ Châu. Cõi Nam Thiện Bộ Châu. Cõi Nam Thiện Bộ Châu mình thì nó có một cái dải đất đấy, nó có cái hình địa cầu, nó có cái hình tròn tròn, hình giống như cái quả cầu ấy. Cho nên là cái con người mà sống ở trên cái cõi Nam Thiện Bộ Châu này sẽ có cái khuôn mặt hình bầu bầu tròn tròn này. Nhưng mà cái cõi Bắc Câu Nội Châu ấy thì cái cõi ở đấy, cái quả địa cầu ở đấy nó có cái hình chữ điền, hình vuông vuông ấy. Nhưng con người sống ở đấy thì có cái mặt là vuông vuông. Còn cái cõi Đông Thắng Thần Châu ấy, cái cõi Đông Thắng Thần Châu thì người có cái mặt giống như là cái trăng khuyết ấy. Vì cái cõi đấy, cái quả địa cầu như thế, cái mặt nó hao hao, nó giống như kiểu vậy. Mình có gặp mấy người ở cõi đấy không? Mình chưa gặp, mình chỉ thấy được con người ở cái cõi Nam Thiện Bộ Châu. Nhưng mà như thời Đức Phật, các vị tỳ kheo mà A-la-hán có tam minh lục thông, các vị bay đến các cõi đấy là bình thường. Các vị đi du hành ở các cái cõi Đông Thắng Thần Châu, Tây Nghi Hoa Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu, đi đến các cái cõi đấy thì bình thường. Nhưng mà tới giờ hết người có thần thông du hành này, cho nên là không đến được các cái cõi này. Chư thiên ở cõi trời dục, cái cõi tứ thiên vương này thì một ngày một đêm của họ là bằng 50 năm của cõi người. Họ cũng có ngày đêm, nhưng mà ngày đêm của họ nó không giống với ngày đêm của cõi người. Một ngày một đêm của họ là bằng 50 năm có nhân gian. Tuổi thọ chư thiên này là 500 thiên tuổi, sống 500 năm. 500 tuổi của chư thiên ý, chứ không phải là 500 tuổi của cõi người đâu. Ví dụ như là một ngày một đêm của họ ấy là bằng 50 năm nhé, thì họ cũng có một là tháng là 30 ngày, cũng có một năm là 12 tháng. Vậy thì họ sẽ sống rất là lâu, sống lâu hơn con người rất là nhiều, mà sống 500 năm như vậy. Một người muốn sinh về cái cõi này thì tạo phước thiện, tạo một cái thiện phước gì đó. Ví dụ như là bố thí, hay là mình có cái tâm cung kính, có bất cứ một cái thiện nghiệp gì đó nhỏ cũng mình cũng có thể thành tựu được. Có rất là nhiều người, người ta hay thờ cúng chư thiên ấy. Người ta có cái tâm là tôn kính các vị thiên thần ấy. Đến lúc chết người ta hay sinh về cõi này. Thế có những người có những cái văn hóa ở các cái địa phương, người ta hay tế lễ, hay thờ tự các cái vị chư thiên thiên thần ấy. Thì như thế cũng đủ cái công đức để người ta sinh về những cái cõi thiên giới này, cõi tứ thiên vương này. Tứ thiên vương này rất là dễ có thể thành tựu được. Cõi thứ hai của cõi chư thiên là cái cõi Đao Lợi Thiên. Cõi Đao Lợi Thiên thì có vua trời Đế Thích, hay còn gọi là Sát Ca Thiên Chủ, hay còn gọi mình hay gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trong dân gian thì có cái từ Ngọc Hoàng Thượng Đế thì rất là mọi người hay dùng cái từ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cái vị này là vua cái cõi trời Đao Lợi. Và Đức Phật từng ngự đến cái cõi này 3 tháng để thuyết giảng vi diệu pháp này, khiến cho vô số chư thiên đắc đạo quả. Nên là trên cõi chư thiên này Phật giáo, Phật pháp vẫn được lưu truyền. Thiên chúng ở trên này tu tập cũng nhiều. Nên là đa số chư thiên, các cái vị chư thiên mà ở cái cõi này mà sinh xuống nhân gian thì các vị hay biết tu tập.
Thì ở trên đấy là chả được nghe Đức Phật giảng giải Phật pháp rồi mà. Họ biết tu tập sẵn rồi. Và thiên chúng ở trên đấy thì sống trong những cái cung điện bằng vàng bạc châu báu. Một ngày một đêm thì bằng 100 năm ở cõi nhân gian, tuổi thọ của họ là 1000 thiên tuổi. Và thường thường ở trên các cõi chư thiên ấy, sinh về cõi thiên thì đa số người nữ. Vì những cái người nào thì có cái đức tin, có cái sự cung kính là cái người dễ dàng sinh về thiên giới. Mà cái người nào mà mình thay đổi được cái tánh nữ thành tánh nam ấy, thì sinh về đấy sẽ trở thành thiên nam. Còn nếu mà cái người nào mà mình vẫn giữ cái nữ tính thì mình sinh về đấy mình trở thành thiên nữ. Trở thành thiên nam thì có một cái lợi thế, đó là mình sống ở trong một cái cung điện nào đấy thì sẽ có khoảng 500 đến 1000 thiên nữ vây quanh. Vì ở trên đấy thiên nữ thì đông, thiên nam thì rất là ít. Thế là ai muốn sinh làm thiên nam ấy, thì mình phải thay đổi cái tính cách. Ngay từ lúc mình còn ở nhân giới mình phải tập có cái tính đàn ông. Mình phải bỏ hết cái nữ tính đi. Ngay từ bỏ nữ tính bằng cách nào? Biết bỏ nữ tính bằng cách nào? Ví dụ bỏ những cái tất cả những cái gì mà đồ trang sức của nữ ấy, bỏ hết đi. Thì để mình tập sống theo cái phong cách của nam giới. Không đánh phấn này, không bôi son này, không đeo vòng, không đeo vàng, không đeo cái gì cả trên người. Đấy, mình tập từ bỏ những cái đấy, cắt tóc ngắn đi, hoặc là từ bỏ mặc những cái đồ của phụ nữ, mặc những cái đồ nó giống nam giới một tí, tập nó mạnh mẽ lên một tí. Vì cái đặc tính của người nam đó là mạnh mẽ thô. Thì bây giờ mình cũng phải tập thô thô lên tí, mình không ẻo nả quá. Thì là đấy mình tập từ cái hình tướng ở bên ngoài, xong là tập đến cái tâm lý ở bên trong. Xong là mình nhàm chán, mình phải sinh ra cái tâm, mình phải thấy là cái thân nữ có nhiều cái sự bất nợ. Có nhiều cái sự bất nợ và mình nhàm chán cái thân nữ đấy. Mình ước muốn sinh làm một cái thân nam. Thì sau này mình có sinh lại cõi người, mình cũng sẽ sinh làm nam nhân. Hoặc là nếu như chẳng hoặc là mình có sinh thiên thì mình sẽ sinh làm thiên nam. Sinh làm thiên nam thì có lợi thế hơn. Vì cái dân chúng ở đâu, cái dân chúng nam giới cũng ít hơn nữ giới nhiều. Một người muốn sinh về cái cõi đao lợi này thì phải giữ giới. Giữ giới ít nhất phải giữ được năm giới. Chứ còn nếu mà mình mà phạm giới nhiều thì khó sinh thiên. Thường thường những người mà phạm giới nhiều là tạo ác nghiệp mà. Tạo ác nghiệp thì hay bị sinh vào cõi khổ nhiều hơn. Cho nên là phải giữ giới và tạo được một phước thiện, tạo được các cái thiện nghiệp ấy. Bất cứ thiện nghiệp gì cũng được. Mình chỉ cần dâng một bông hoa đi mình cúng Phật, con cung kính đảnh lễ Đức Phật, nguyện cầu cái công đức dâng bông hoa này lên cúng Ngài cho con được sinh về cõi trời đao nợ. Vậy là thành tựu luôn. Vậy là thành tựu. Có khi mà ở trên đấy là dần dần là một cái lâu đài giống như một bông hoa từ từ mọc lên. Mà thường xuyên làm như vậy thì càng tốt. Thường xuyên làm để cho cái nghiệp ấy nó mạnh này. Nghiệp ấy nó mạnh này. Cái tâm hoan hỷ, tâm cung kính của mình nó mạnh nên mình dâng hoa cúng Phật, hoặc là dâng nước cúng Phật, hoặc là mình bố thí hoặc cúng dường, làm bất cứ một cái gì đó. Thì mình ước nguyện, ước nguyện cái điều gì thì cái điều đấy nó sẽ thành tựu. Cõi thứ ba được gọi là cõi dạ ma thiên. Cõi dạ ma thiên thì nơi này không có những nỗi khổ nạn như thiên chúng hưởng phước nào cao hơn là cõi đao nợ. Cõi đao nợ thì đôi khi vẫn còn một chút bất an. Cõi trời thứ hai đôi khi còn chút bất an vì hay phải đánh nhau với cái loài quỷ, loài Atuna, thiên Atuna. Có một cái nhóm gọi là cái nhóm thiên Atuna sống ở chung với cái chư thiên ở cõi trời đao nợ này. Và đôi khi là tranh nhau địa bàn, đôi khi là tranh nhau cái cây cam lộ, là hay đánh nhau để tranh giành uống cái cam lộ.
Mà đôi khi bất an hai bên là dùng thần thông đánh nhau. Nhưng mà đến cái cõi dạ ma này thì an vui hơn, không còn bất cứ một cái bất an nào nữa, an lành luôn, chỉ có cái sự an ổn yên vui thôi, không còn cái khổ nạn nào cả, thiên chúng hưởng phước nạn cao hơn. Một ngày một đêm thì bằng 200 năm ở nhân gian, tuổi thọ bằng 2.000 tuổi. Muốn sinh về cõi này thì cũng phải giữ giới, tạo phước thiện và ước nguyện sinh về cõi này. Cái người nào mình giữ giới và tạo phước thì bất cứ một cái phước gì, có người thì tạo phước bằng cái sự cung kính, có người thì tạo phước bằng cái sự cúng dường, có người thì tạo phước bằng cái sự đan văn, giống như mình nghe pháp này nó cũng tạo phước. Có người thì tạo phước bằng cái sự tụng kinh, có người thì tạo phước bằng cái phước ngồi thiền, có người thì tạo cái phước bằng cái sự bố thí, có người thì tạo phước bằng cách là đi phục vụ, đi làm từ thiện, đi giúp đỡ mọi người. Có người người ta tạo phước bằng cái tâm hiếu thuận với cha mẹ. Có những cái người thì người ta tạo phước bằng cái năng lực của trí tuệ. Thì đấy là những cái cách tạo phước. Bất cứ phước gì cũng được, mình cứ tích lũy. Nếu mà cái phước nhỏ tích lũy lâu ngày nó thành phước lớn, hoặc là có người để tạo phước lớn một lần nó cũng thành tích. Mình có cái ước nguyện là nó sẽ thành tích. Cõi thứ tư là cõi đông suốt thiên. Ở nơi đây thì có nhiều niềm vui hơn ở cõi dạ ma thiên. Các vị Bồ Tát mà cái kiếp cuối cùng trước khi thành Phật đều từ cái cõi này xuống nhân gian và tu tập để thành Phật quả. Nhưng cõi này rất là hoan hỷ, an vui. Một ngày một đêm bằng 400 năm ở nhân gian, tuổi thọ là 4.000 thiên tuổi. Mình chỉ muốn, ai muốn sinh về cái cõi này cũng phải giữ giới và tạo phước. Phải ước nguyện sinh về cõi này thì nó sẽ thành tịnh. Chính vì vậy cho nên là cái người đầu tiên mà đến với giáo pháp là Đức Phật, mà khuyên người ta là thọ tam quy ngũ giới đấy. Ngũ giới nó quan trọng, nó là nền tảng để mình tránh được những cái cõi khổ mà được sinh về những cái cõi an vui cao thượng. Lúc nào cũng phải lấy cái tứ giới làm nền tảng cho các cái đời sống tốt đẹp ở tương lai về sau này. Để sau đó thì tạo thêm nhiều công đức nữa. Thì cái công đức của mình càng lớn thì mình càng được hưởng cái phước lớn. Mình càng sinh về cái cõi cao thì mình là cái công đức của mình nó càng lớn hơn cái cõi thấp. Cái cõi thiên giới cao thì chư thiên ở cái cõi cao này thì có cái dung sắc nó sẽ sáng hơn, cái hào quang nó sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn, dung sắc thù thắng hơn và hưởng những cái phước nào cao thượng hơn. Cõi thứ năm là gọi là cõi hóa lạc thiên. Chư thiên ở cái cõi này có thể hóa ra mọi thứ dục nạc để hưởng thọ. Chư thiên ở cái cõi này thích cái gì người ta tự biến hóa ra được cái đấy, rất là an nhiên tự tại, như vậy không phải đi tìm kiếm. Như ở các cái cõi khác thì vẫn còn phải đi kiếm. Những cái ví dụ như là đôi khi đến giờ ăn thì mình phải ra vườn mình hái trái cây về ăn. Chư thiên thì chỉ ăn những cái thứ thiên thực thì nó chỉ là bằng những cái hoa trái của cõi thiên giới, người ta cũng có thể trồng cấy được. Nó tự động nó mọc ở trong cái khu vườn này, đang hái về ăn là xong. Còn cái cõi hóa lạc thì người ta tự hóa ra được, tự biến hóa ra được tất cả những gì mình muốn, cái gọi là cõi hóa lạc thiên. Một ngày một đêm bằng 800 năm nhân gian, tuổi thọ là 8.000 tiền tuổi. Muốn sinh về cõi này thì giữ giới, tạo nhiều công đức rồi phát nguyện thì sẽ thành tựu cái cõi này. Muốn cái cõi này thì phải tạo nhiều công đức hơn. Như các cái cõi thiên thấp ấy thì rất dễ hơn, nhưng mà đến cái cõi này là cái, bởi vì cái cõi này là cái sự hưởng thụ nó rất là tự tại, sự hưởng thụ những cái dục nạc, mình muốn cái điều gì là nó sẽ thành tựu cái điều đấy. Thì cái lúc mà ở nhân gian ấy thì cái người này mà làm những cái thiện nghiệp ấy, là cái người này phải làm với một cái sự thành tâm, một cái thành tâm cơ. Ví dụ như là mình giúp ai cái điều gì đó, mình phải mong muốn cho người ta được hưởng cái điều đó. Mình làm một việc thiện, mình thấy người ta hưởng những cái thành quả mà mình ví dụ mình bố thí cho ai đấy, thì mình phải hoan hỷ khi mà mình thấy người ta thọ dụng những cái đồ đấy. Thì lúc sau này mình mới được cái sự tự tại thọ dụng những cái điều gì mình mong muốn. Cõi thứ sáu là cõi tha hóa tự tại thiên.
chư thiên ở đây thì hưởng thụ những lạc thú do các vị thiên thuộc hạ biến hóa ra, tha hóa là người khác biến hóa ra cho mình dùng. Thế mà sinh về cái cõi thiên này còn có những cái người biết được cái mong muốn của mình, mình thích cái gì mình chả cần phải, mình không cần phải yêu cầu gì hết. Có người khác người ta biết được cái tâm của mình, người ta biến ra cho mình dùng. Đấy là gọi là tha hóa, người khác sẽ giúp mình theo đúng những cái ý mình muốn. Rồi nên cái ý muốn muốn cái gì là sẽ có người khác đưa đến cái đấy. Tha hóa tự tại. Ngày một đêm bằng 1600 năm ở nhân gian, tuổi thọ là 16.000 thiên tuổi. Muốn sinh về cõi này giữ giới phải tạo rất nhiều công đức và phát nguyện, sinh về cõi này thì mình sẽ thành tựu. Sinh về đây về cái công đức phải rất là lớn. Chư thiên thuộc cõi dục giới thì chủ yếu là sống ở trên hư không. Chỉ có một số hàng chư thiên ở thuộc cõi tứ thiên vương thì mình sống ở trên mặt đất. Thì chư thiên ở cái cõi cao hơn thì dung sắc tốt đẹp hơn, hưởng phước lạc lớn hơn, tuổi thọ cao hơn, do tạo nhiều công đức hơn. Nên tạo nhiều công đức ở đây ấy, có phải là do mình làm này, ra được nhiều cái công đức không? Cái công đức ở đây nó tạo được là do cái tâm ấy, do cái tâm, do cái thiện tâm nó lớn ấy, thiện tâm nó lớn hơn. Ví dụ như là mình có làm được một cái việc phước thiện, nhưng mà mình làm với cái việc phước đấy với một cái tâm hoan hỷ, mình duy trì được cái tâm hoan hỷ đấy trong một thời gian dài thì cái phước ấy nó sẽ lớn ấy. Còn cũng có người mình làm cái việc phước lớn nhưng mà mình làm với tâm hời hợt, làm xong nó quên đi mất, thì cái phước ấy nó sẽ dần dần nó sẽ giảm bớt đi, nó suy yếu cái nghiệp mà cái phước thiện đấy nó sẽ yếu. Còn cái phước thiện mà mình hoan hỷ, mà mình thường xuyên mình ghi nhớ được cái phước thiện đấy với tâm hoan hỷ thì cái phước thiện đấy nó sẽ mạnh đi. Thì phước thiện ở đây nó tùy thuộc vào cái tâm thiện của mình. Cái tâm thiện nó mạnh thì cái phước nó lớn, cái tâm thiện nó yếu thì cái phước nó nhỏ. Hoặc là có người mình làm xong một việc thiện rồi mà mình quên mất thì cái việc thiện đấy nó cực yếu luôn. Hoặc có người mình làm xong cái việc phước thiện rồi xong là mình lại thấy hối hận, mình không hoan hỉ. Thì mình giúp ai xong rồi mình lại cảm thấy hối hận, biết vậy thì không giúp nó xong, thì cái phước ấy nó lại rất yếu. Còn nếu mà mình làm một cái việc phước gì đó mình xong là mình hoan hỉ, giữ được cái tâm hoan hỉ đấy thì cái phước ấy nó mới mạnh, nó mới hỗ trợ cho những cái kiếp sau này, trong những cái lúc mình hưởng những cái quả phước ấy, nó sẽ thù thắng. Còn cái núi Meru, tại sao lại nói là xin thỉnh các cái vị thiên ngự ở núi chúa Meru bằng vòng tròn cao quý này, xin hãy đến nơi đây và lắng nghe diệu pháp. Các vị an lạc thiên ở núi Meru là cái núi gì? Bằng vòng tròn cao quý. Các vị thiên nào ở cái cõi ở cái núi Meru này, biết núi Meru là núi gì không? Cái núi Meru hay còn gọi là núi Tu Di, đây là một cái núi mà nó nằm ở giữa cái nhân gian, ở giữa cái thế giới này. Thế giới này nó có một cái ngọn núi gọi là núi Chúa. Núi này là to nhất trong tất cả các núi, cao nhất, lớn nhất. Đã ai đi đến núi đấy chưa? Biết có núi nào cao nhất thế giới không? Đỉnh núi nào cao nhất thế giới? Cái núi gì? Everest. Mà cái núi Everest thì cao bao nhiêu mét? Cao mấy nghìn mét. Núi này cao mấy trăm cho tuần rồi. Một do tuần là 20 cây số. Mà cao khoảng 500 cho tuần thì nó bao nhiêu? Núi này sẽ cao hơn núi Everest nhá. Cái đỉnh núi này cao lắm. Núi Tu Di này nằm ở chính giữa thế giới. Nhưng mà mắt thường mình không có nhìn thấy. Mắt thường không ai nhìn thấy cái núi này, chỉ có những xưa các bậc thánh, Đức Phật và các bậc thánh nhân thì có thiên nhãn thì mới thấy được cái núi này. Núi này bằng vòng ròng cao quý. Bốn châu thiên hạ nó nằm ở bốn hướng của cái núi Meru này, cái núi Tu Di này. Nên trong kinh Đức Phật cứ nói về núi Tu Di đấy. Núi Tu Di lớn như núi Tu Di, công đức lớn như núi Tu Di. Nhưng mà cái núi Tu Di thì ở ngoài đời không ai nhìn thấy, chỉ có các bậc có tuệ nhãn mới nhìn thấy được. Thì bốn châu thiên hạ nằm ở bốn hướng của núi đấy. Và mình cái mắt thường của mình cũng không thấy được các cái châu thiên hạ khác. Tức là cùng là con người với nhau nhưng mà mình đâu có biết hết được nhau đâu.
mình chỉ biết được những cái người sống cùng ở cái cõi này là cái cõi Nam Thiện Bộ Châu, cái cõi một cái hướng thôi, còn ba cái hướng kia mình hoàn toàn tiếp xúc được, huống chi làm sao mình biết được về chư thiên. Cơ Mỹ Thuần tuổi cõi tứ thiên vương ở trên hư không thì ngự ở khoảng giữa của cái núi Tu Di này, ở cái khoảng giữa núi Tu Di này thì là các vị thiên thuộc cõi tứ thiên vương ở đó. Cõi trời Đao Lợi thì ở trên đỉnh núi Meru, trên đỉnh núi Tu Di. Các vị thiên ở hai cõi này sống rất gần gũi với nhân gian, cho nên họ có thể đến nghe pháp tùy hỷ những phương tiện của con người và hộ trì giáo pháp cho nhân loại rất là dễ dàng. Giữa nhân gian và các cái vị chư thiên ở cái cõi tứ thiên vương và cõi Đao Lợi thiên nó rất là gần gũi với nhau, tức là cũng cùng sống chung ở trong một cái dãy núi Tu Di, cùng sống chung ở dưới cái quả núi Tu Di này. Thì có cái là các vị ở cõi Đao Lợi thiên cung thì ở trên đỉnh núi ấy. Trên đỉnh núi Tu Di các cái vị tứ thiên vương thì ở lưng chừng núi Tu Di, con người thì sống ở dưới chân núi mà sống ở bốn hướng của cái núi Tu Di. Vì đây là cái người láng giềng gần nhất cho nên là mời được thỉnh mời kỹ hơn. Còn các vị phạm thiên chư thiên rồi các vị phạm thiên nữa, thế nào là các vị phạm thiên? Có thỉnh các vị phạm thiên đến nghe pháp không? Các vị phạm thiên thì ở cách rất là xa, xa hơn ở các vị chư thiên rất là nhiều, nhưng mà mình vẫn có thể mời các vị đến nghe pháp được. Phạm thiên là các vị sống ở cõi sắc giới, có đời sống thanh tịnh cao thượng hơn chư thiên ở dục giới. Họ không cần ăn uống, không cần hít thở, họ an trú ở trong tâm thiền và duy trì thọ mạng nhờ cái tâm thiền đó. Nên là các cái vị phạm thiên, các vị phạm thiên thì họ cũng có đầu mắt chân tay mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng mà họ chỉ có ba cái sắc thần kinh, đó là họ chỉ có cái con mắt để thần kinh nhãn tịnh sắc, có cái nhãn thức để thấy được hình sắc, có cái nhĩ thức để nghe được âm thanh, nhưng mà họ không cần ngửi mùi, cho nên là họ không có cái tị thức. Bây giờ có cái mùi gì là họ không có ngửi thấy, họ cũng không có nếm, họ không ăn cái gì, cho nên họ không cần cái, họ không cần cái thiệt thức, họ không bao giờ ăn uống cái gì hết, cho nên nó không có thiệt thức, không có cần nếm vị. Họ cũng không có cái thân thức, họ không cần cái sự xúc chạm êm hay là thô hay là khó chịu, họ không cần, không quan trọng, cho nên nó không có cái thân thức, mà họ có cái ý thức để suy xét phân biệt, thì họ chỉ có ba cái thức đấy, nhãn thức, nhĩ thức và ý thức. Mình thì có mấy thức? Con người thì có 6 thức, mình nhiều hơn các vị đấy 3 thức. Nên mình muốn có nhiều thức hay muốn có ít thức? Nhiều tốt hơn hay ít tốt hơn? Biết nhiều thì tốt hay là biết ít thì tốt? Các cái vị này, vậy thì các vị phạm thiên này có biết ít hơn không? Có biết ít hơn người không? Người ta chỉ biết nhìn, biết nghe, biết nghĩ, người ta không biết ngửi, không biết nếm, không biết đụng chạm. Biết ít thì sướng hơn, biết nhiều là khổ nhiều. Các cái vị phạm thiên này thì chia ra thành các vị phạm thiên ở cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Các vị phạm thiên ở cõi sơ thiền này có chia làm ba, phân làm ba: phạm chúng thiên sống lâu ở 1/3 đại kiếp, phạm phụ thiên là 1/2 đại kiếp, đại phạm thiên là 1 đại kiếp. Cái vị đại phạm thiên này là cao nhất ở cái cõi sơ thiền này. Mà cái ông đại phạm thiên này thì ông lúc nào ông tự sinh mình là chúa tể. Cái lúc mà sinh ra ở cái cõi sơ thiền ấy, thì cái ông đại phạm thiên này ông mới sinh ra có một cái vị đại phạm thiên ấy, vị sinh ra ở cái cõi sơ thiền ấy. Xong rồi vị sống ở đấy một thời gian rất là lâu, rất là lâu, mà lúc ấy vị sống có một mình một cõi. Xong là tự nhiên lúc ấy vị mới nghĩ là ước gì cũng có các vị chư thiên khác sinh ra ở đây nhỉ, chứ một thì có phải là cái cuộc sống này sẽ thêm phần phong phú và thêm cái phần an vui không?
Ông vừa nghĩ vậy một phát thì có các vị thiên khác biến ra đấy, xuất hiện liền. Rồi là rất nhiều các vị thiên khác cũng sinh về đấy, cũng xuất hiện. Thế là các vị thiên mới xuất hiện hỏi ngài là ai? Và ta là bậc cả chúa tể vừa mới sinh ra các ngươi đó. Đấy, vì vậy cho nên ta là tổ phụ nhé, là vị mà là một vị sáng tạo chủ, hóa sinh chủ, chúa tể của những người đã sinh và sẽ sinh ở cái cõi này. Vậy cho nên từ nay ta là vua, còn các ngươi là dân chúng phải tôn thờ ta. Thế là tất cả các vị chư thiên ở cái cõi phạm chúng thiên, phạm phụ thiên này bắt đầu là đồng tôn thờ cái vị đấy và coi cái vị đấy là tối thượng, là thượng đế. Cho nên là cái cõi này có các đại phạm thiên, có những cái vị phạm phụ thiên thì là sống phụ giúp cho cái ông đại phạm thiên này, và phạm chúng thiên là các cái vị dân chúng, các vị thiên chúng ở cái cõi này sinh về sau tôn thờ đại phạm thiên. Muốn sinh về cõi này thì hành thiền cho đến khi đắc sơ thiền, duy trì tầng thiền đó đến lúc mạng chung thì sinh về cái cõi này. Ở mức thiền bậc thượng thì sinh làm đại phạm thiên, mức thường bậc trung thì sinh làm đại phạm phụ thiên, và mức thiền bậc hạ thì sinh làm bậc thiền mà bình thường nhất thì cũng sinh làm phạm chúng thiên. Thế là cõi phạm thiên. Cho nên là về sau này một số cái các cái vị chư thiên ở các cái cõi phạm chúng thiên này, họ hết cái tuổi thọ sinh xuống cõi nhân gian, sau đó họ vẫn nhớ lại được cái kiếp trước của mình là tôn thờ một vị thượng đế ở cõi thiên giới, nên là họ mới dạy nhân gian là hãy cầu nguyện tôn thờ cung kính cái vị thượng đế ở cái cõi thiên giới, vì cái cõi này sống rất là lâu, sống bằng cả một đại kiếp, hay là bằng 1/2 đại kiếp, 1/3 đại kiếp này. Cho nên là người ta lầm tưởng cái cõi này là cõi vĩnh hằng, vì nó sống quá lâu, sống mấy tỷ năm liền, người ta tưởng là cõi vĩnh hằng. Nên là vì sau này người ta coi đó là cái cõi thiên đàng. Nhiều tôn giáo người ta cứ cầu nguyện sinh về cõi thiên đàng, người ta tôn thờ thượng đế là vậy. Do cái ông đại phạm thiên ông tự xưng mình là thượng đế, sáng tạo thủ hóa sinh chủ. Ở cõi nhị thiền thì có thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên. Muốn sinh về cái cõi này thì cứ tu đắc nhị thiền, nó sẽ sinh về. Còn cõi tam thiền là có thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên. Muốn sinh về cái cõi này thì tu chứng đến tam thiền, để giữ cái tầng thiền thì lúc chết thì sinh về cái cõi này. Cõi tứ thiền thì có quảng quả thiên sống 500 đại kiếp và vô tường thiên sống 500 đại kiếp. Muốn sinh về cõi này thì tu chứng tứ thiền để giữ cái tầng thiền đấy cho đến lúc chết. Nếu như cái lúc chết thì mình nhàm chán cái tâm mà mình ưa thích cái sắc thì nó sẽ sinh về cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng thì chỉ có thân mà không có tâm, sinh lên đấy giống như một pho tượng, cứ ngồi đấy hết 500 đại kiếp thì sẽ chết, thì sinh lại nhân gian. Lúc chết là mình ngồi thì lên đấy là giống như một pho tượng ngồi, chết nằm thì lên đấy là pho tượng nằm. Khi mình chết đứng thì nên là pho tượng đứng. Hết 500 đại kiếp rồi, không nhúc nhích, không có nói chuyện, không ăn, không uống, không làm gì hết. Đấy là gọi vô tưởng là vậy, chỉ có thân thôi. Không thân, không nhúc nhích, không làm gì cả. Yên tâm sống ở đấy, sống như bức tượng. Còn có quảng quả thiên thì có cả thân, cả tâm. Thì sinh về cõi này, sống hết 500 đại kiếp. Thì cái cõi quảng quả thiên thì người ta có thân có tâm thì người ta vẫn đi đây đi đó, vẫn làm mọi việc theo ý mình được. Còn cái cõi ngũ tịnh cư thiên thì có cõi vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên và sắc cứu cánh thiên. Cõi thấp nhất là 1.000 đại kiếp, 2.000 đại kiếp, 4.000 đại kiếp, 8.000 đại kiếp và 16.000 đại kiếp trong những cõi này. Muốn sinh về cái cõi này thì phải hành thiền tuệ để đắc đến bậc thánh A-la-hán, bậc thánh bất lai thì mới sinh về cái cõi này được. Ai mà chứng đến bậc thánh bất lai thì mới sinh. Còn cái cõi này không có phàm nhân, những người phàm nhân không sinh được về đây, chỉ có các bậc thánh bất lai mới sinh về đây. Bậc thánh dự lưu và nhất lai cũng không sinh về đây được, chỉ có mỗi bậc thánh bất lai. Cõi tịnh cư là cái cõi này là hoàn toàn là thanh tịnh tuyệt đối mà. Bậc thánh bất lai thì diệt được sân với ái dục rồi mới sinh được về cái cõi này.
và có bốn cõi vô sắc mà không vô biên xứ, sống 20.000 đại kiếp, tức vô biên xứ 40.000 đại kiếp, vô sở hữu xứ sống 60.000 đại kiếp, vi tưởng thì vi tưởng xứ sống 84.000 đại kiếp. Muốn sinh về những cõi này phải tu chứng các bốn tầng thiền vô sắc, không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và vi tưởng thì vi tưởng xứ đấy. Tu chứng các tầng thiền đấy, mình giữ các tầng thiền đến lúc chết mình sinh về các cõi này. Những cái cõi này sinh về thì chỉ có tâm mà nó không có thân. Chỉ có tâm thức, chỉ có thọ tưởng hành thức, không hề có tí sắc thân nào hết. Mà không có sắc thì bây giờ người khác nói có nghe được không? Không nghe, không có mắt để nhìn, không có tai để nghe, không có mũi để ngửi, không có thân để tiếp xúc gì hết. Cho nên ở cái cõi này có muốn nói chuyện được với người khác có nói được không? Không nói chuyện được, không giao tiếp được, không nhìn thấy. Cho nên ở cõi này là có gặp Phật ra đời cũng không nghe được pháp. Cho nên là những vị này phải, những cái vị nào mà có kinh nghiệm ấy, cái lúc mà có nhân gian từng tu thiền tuệ rồi thì ở cái cõi này họ tự tu thì được. Còn người nào mà chưa có kinh nghiệm về thiền tuệ thì đến cõi này họ chỉ an trú ở thiền định, xong rồi họ chết thì họ lại sinh trở lại, sinh trở lại cõi này hoặc sinh trở lại cõi thấp hơn, chứ không đi học hỏi lẫn nhau được. Không có mắt tai mũi không nghe được giáo pháp. Vậy mình có mời được các vị này về nghe giáo pháp không? Chỉ trừ bốn vị này là mình không mời được, thì mình mời họ cũng không nghe được. Còn các vị chư thiên khác là mình mời được. Chỉ có bốn vị thiên ở cõi, bốn cái cõi vô sắc này là mình không mời được. Mời chư thiên về nghe pháp rồi. Tại sao lại khuyên chư thiên là hãy tùy hỷ những công đức mà mình đã làm? Chư thiên hãy tùy hỷ những công đức mà chúng tôi đã tạo đây, đã làm. Khuyên chư thiên tùy hỷ công đức mà mình đã làm. Để làm gì? Chư thiên thì sống bằng công đức mà. Chư thiên người ta sống bằng công đức, người ta rất hoan hỷ với việc công đức. Chư thiên nào có nhiều công đức thì có thần lực, có tuổi thọ dài. Chư thiên nào có ít công đức thì có tuổi lực thấp, có thần lực ấy cũng thấp và tuổi thọ sẽ thấp. Muốn tăng trưởng được thần lực ấy, thì họ phải tăng trưởng được công đức bằng cách tùy hỷ công đức của con người đã làm được. Nhưng chư thiên người ta ít có cơ hội để làm công đức hơn. Ví dụ người ta giữ giới thì nó khó hơn vì người ta không có cơ hội. Vì chư thiên mà muốn bố thí thì cũng không có cơ hội để bố thí, vì ở trên thiên giới không có người nghèo, không bố thí cho ai được, ai cũng đầy đủ hết, chẳng ai thiếu gì. Cho nên ở cõi nhân gian thì làm được nhiều việc phước hơn, như là phước bố thí, phước phục vụ. Chư thiên thì làm được một cái phước đó là tùy hỷ, và mình chư thiên thì cung kính các cái bậc cao thượng hơn. Còn ở nhân gian thì làm được đủ các thứ công đức khác, cho nên chư thiên tùy gần gũi với nhân gian thì sẽ tùy hỷ được nhiều công đức. Thấy người khác làm việc phước mà tùy hỷ thì mình sẽ tăng trưởng được công đức cho mình. Vì vậy chư thiên người ta rất thích đến những cái nơi nào mà có những người mà tu tập làm việc phước thiện để người ta hoan hỷ. Mỗi khi mình chia phước một cái là người ta xa thú liền, xa thú là người ta cũng được hưởng một phần công đức đấy thôi. Vì vậy mà các Phật tử khi làm xong một thiện nghiệp gì cũng hay chia phước đến cho chư thiên và mọi chúng sinh khác. Mình hay chia phước đến cho chư thiên thì chư thiên sẽ hay đi theo mình, đi theo mình. Mà có chư thiên đi theo mình thì mới yên tâm không? Yên tâm quá. Giống như bây giờ mình hay mời công an đến nhà, mình cho công an ăn uống no nê thì người ta lại hay đến hơn nè. Hay đến thì trộm có dám đến được không? Chư thiên có thể giúp con người được sống lâu mạnh khỏe, nhiều tiền tài sản, an vui sắc đẹp và trí tuệ không? Chư thiên có thể giúp mình được những này không? Giờ mà thiếu tiền quá, các vị chư thiên hãy giúp tôi có tiền đi, thì chư thiên có giúp được không? Tôi ốm quá, chư thiên ơi hãy giúp cho tôi khỏe đi. Tôi xấu quá làm cho tôi đẹp đi. Tôi buồn quá làm tôi vui đi. Tôi ngu quá làm cho tôi có trí đi. Có làm được vậy không? Chư thiên mà làm được như vậy thì trở thành cái gì nhỉ? Thì trở thành một cái gì có quyền năng lắm. Chư thiên những thứ đó là quả của các thiện nghiệp do con người tạo ra từ trước đó, chứ chư thiên không thể giúp được. Chư thiên không làm được cái việc đấy. Bây giờ mình hỏi tiền mình xin chư thiên cũng cho được.
chư thiên còn không cho được ấy, huống chi bây giờ mình xin những ông bà tiên tổ nhà mình, những người vừa chết xong phù hộ cho tôi ăn lên nằm ra mạnh khỏe, nhiều tài sản, nhiều vàng bạc, có phù hộ được không? Cứ làm như là họ có thần thông biến hóa được, có mình cho họ toàn tiền giấy thì cho, chứ họ đâu có cho mình được cái gì đâu. Thế những cái người mà người ta có nhiều tài sản nhá, sống lâu sắc đẹp, an vui sức khỏe, trí tuệ, đấy là do những cái công đức đã làm trước kia nó trổ, những cái thiện nghiệp mình đã làm trước kia, bây giờ mình ước nguyện những cái điều gì thì nó sẽ trổ, những cái thiện nghiệp thì nó trổ quả thì mình được cái đấy, chứ không phải là do mình cầu xin lễ bái cúng bái ai mà người ta cho. Cho nên là đừng có mê tín, đừng có đi xin xỏ nơi đây nơi đó là chỉ mê tín. Chư thiên có thể giúp con người tránh khỏi những khổ não của thế gian như ốm đau bệnh tật chiến tranh tai nạn không? Những sự khổ não ở thế gian là do quả của nghiệp bất thiện nó chín mùi nó trổ, chứ chư thiên cũng không có thể giúp mình được. Khi mà mình gặp mình cái một cái quả bất thiện nó trổ, mình gặp những cái tai nạn rủi ro gì ấy, mình cầu xin cũng không được, chư thiên không giúp được. Thì đấy là cái nghiệp của mình mà, nghiệp quả của mình thôi, mình làm thì đợi mình phải chịu thôi, không ai giúp được. Thì chờ khi nào cái thiện nghiệp nó trổ, cái ác nghiệp nó hết thì mình sẽ qua thôi. Vậy chư thiên hộ trì cho giáo pháp và cho nhân loại như thế nào? Chư thiên hộ trì cho thế giới này làm sao? Có phải là trong cái bài của OK như mình hãy hộ trì cho giáo pháp và cho thế giới không? Chư thiên hãy làm mưa thuận gió hòa, tránh khỏi những tai nạn rủi ro mà. Vậy chư thiên hộ trì làm sao? Hộ trì bằng cách nào? Chư thiên thì hộ trì bằng cách này thôi. Ở đâu có chư thiên thì chư thiên thiện thần xuất hiện, thì ở đó các ác quỷ an thần và tránh xa. Chư thiên có thần lực lớn thì xua đuổi được các cái tà thần tà quỷ muốn làm hại tổn hại đến giáo pháp và con người. Nên chư thiên có uy quyền có thể ra lệnh cho các thiên thần sống ở trên mặt đất thì phải có trách nhiệm bảo vệ những người hành đạo chân chính, tránh khỏi những sự quấy nhiễu của các cái ác thần. Đó là những việc mà chư thiên có thể hỗ trì được cho giáo pháp và cho nhân loại. Chư thiên chỉ hỗ trì được thế thôi. Đôi khi ở nhân loại có những cái quỷ, những cái tà thần, hung thần, ác thần nó quấy nhiễu con người. Có phải có những người bị quấy nhiễu không? Có những người bị quấy nhiễu. Có khi mình đang ngủ nó vào nó đè cho mình không nhúc nhích gì được. Có ai bị vậy chưa? Giống như bị bóng đè. Đấy là bị nó trêu ấy. Có khi nó làm cho mình ăn không ngon, ngủ không yên ấy. Đôi khi nó cũng có như vậy, nhưng mà có chư thiên ở đấy nó có dám làm vậy không? Đừng hòng mà dám làm ha. Đấy thì mình có chư thiên hộ trì là nó cũng có cái an. Giống như là bây giờ có những cái người tốt người ta mà hộ trì, người ta bảo vệ mình, thì những người xấu người ta sẽ không dám làm hại mình. Thế thôi, cho nên là bây giờ mình sống ở nhân gian thì mình cũng phải kết bạn với những người tốt. Đôi khi mình cũng phải có những người tốt người ta bảo vệ. Thì chư thiên cũng sống gần gũi mình thì mình cũng kết bạn với chư thiên để chư thiên bảo vệ mình. Người tốt thì bảo vệ mình tránh khỏi những người xấu, chư thiên tốt sẽ bảo vệ mình tránh khỏi những chư thiên xấu. Có những chư thiên người ta xấu xa bất thiện, đang hay xuống nhân gian quấy nhiễu, có chư thiên tốt người ta bảo vệ. Vì vậy cho nên là mình phải kết bạn với chư thiên để mong cầu xin chư thiên hộ trì cho. Trong các gia đình người Việt Nam thường có bàn thờ thổ công, vậy thổ công đó là thiên ở, có phải là chư thiên không? Vị ấy có hộ trì được cho gia đình không? Thờ cúng thì có được lợi ích gì không? Phải là nhà nào cũng có bàn thờ thổ công không? Mình biết ông thổ công đó ông nào không? Có phải là ông có phải ông Táo không? Phải ông thổ công đó có phải ông thần bếp không? Suốt ngày hít khói không? Thủ công là vị thần ở cõi nào có hộ trì được cho gia đình được đúng không? Hộ trì như thế nào? Chư thiên sống ở trên mặt đất thì nương vào ngôi nhà của con người để ở. Họ ở luôn trong nhà. Ai làm nhà nên là cũng có chư thiên đến nhận đây nhà tôi nhé. Người ta ở đấy luôn. Ở luôn ở trong nhà mình. Vị ấy bảo vệ ngôi nhà đó như bảo vệ nhà của mình.
Cho nên là đôi khi có những nhà mà có những vị chư thiên người ta ở, người ta cũng canh gác không cho những người khác vào. Tuy nhiên có vị có thần lực, có tâm thiện thì có thể hộ trì được, có những vị thì không có thần lực, cũng không có cái tâm thiện, cho nên nó còn tùy thuộc từng người. Nên là ví dụ như là ở trong kinh nói là ngày xưa ông Cấp Cô Độc Viên, ông ấy, trong nhà ông ấy hay thờ, hay mời Đức Phật và Chư Tăng đến nhà cúng dường. Thì ở trong nhà ông có một vị nữ thần, vị nữ thần sống ở trên, ở trong một cái ngôi nhà. Nhưng cứ mỗi một lần Đức Phật đi qua thì cái uy lực của Đức Phật ấy, và các vị chư thiên đi theo hộ trì Đức Phật ấy, khiến cho vị nữ thần này phải tránh xa, dạt ra một bên, tránh xa ra một bên. Tức là vị đấy ở trên cái gác cao, Đức Phật đi ở dưới thấp. Cho nên là các thiên thần khác người ta dùng thần lực, người ta đẩy vị đó phải đi xuống chỗ thấp hơn. Vị là nữ thần, cho nên là vị nữ thần vị ghét, vị không có niềm tin Phật. Vị một hôm vị mới biến hình này, ra cho ông Cấp Cô Độc thấy, vị nói là ông Cấp Cô Độc, ông hãy chịu khó làm ăn buôn bán đi, tài sản của ông càng ngày càng bị suy kiệt rồi đấy, mà ông còn cứ đi cúng dường Đức Phật với lại Chư Tăng làm gì nữa, không lo làm ăn đi suốt ngày, ông cứ lo cho Đức Phật làm gì, từ nay đừng mời Đức Phật về nhà nữa. Thế là ông Cấp Cô Độc này ông đuổi thẳng luôn, ông bảo ngươi là ai, sao ngươi dám khuyên ta làm một cái điều sai trái như vậy, ngươi là một cái người bất thiện, ngươi đánh một cái đòn vào giáo pháp của Đức Thế Tôn rồi, ngươi hãy đi khỏi cái nhà này. Thế là ông đuổi như vậy cái là mà cái bà nữ thần này phải đi luôn, không dám ở nữa. Thì bà đi nhờ các vị thiên thần khác hãy giúp tôi, giờ tôi không có chỗ ở, chẳng ai giúp được. Xong là về sau lại nên nhờ đến tận vua trời Đế Thích. Thì ông vua trời Đế Thích bảo ta cũng không thể giúp gì được, nhưng mà ta có cách này. Bây giờ ông Cấp Cô Độc ông có nhiều tài sản thất lạc, giờ hãy đi kiếm về cho ông ấy. Có một cái kho báu ông chôn bờ biển, bị sóng đánh ra biển, giờ dùng thần lực đưa kho về. Thế là đi đến những cái nhà nọ nhà kia, mà những cái nhà mà con nợ của ông Cấp Cô Độc. Thì ông Cấp Cô Độc cho nhiều nhà vay mà, xong người ta không trả, mà ông ấy cũng chẳng đi đòi gì cả. Bây giờ bà hãy đến nhà đấy mà đòi, người ta đang người ta trả nợ. Thế nên bà này làm y như vậy, nhất là bà dùng thần lực bà lấy được cái kho báu thất lạc với biển về, về trong lòng đất lên, xong là bà lại đi đòi nợ, đi đến các gia đình khác, rằng bà ấy dùng cái thần lực của mình và bảo là hãy trả nợ ngay cho ông chủ Cấp Cô Độc của ta. Thế mấy cái nhà kia sợ quá mang của đến trả hết. Thế là ông Cấp Cô Độc mà cái lúc ấy là ông cúng dường, ông đem hết tài sản, ông cúng dường, đem hết tài sản vàng bạc mang ra để xây dựng tịnh xá với cúng dường Đức Tam Bảo rồi. Thế là đến cái lúc này bà nữ thần này bà đi bà ấy thu phục những cái tài sản mà thất lạc về, thì cũng bằng cái số tài sản mà ông Cấp Cô Độc đã cúng dường Tam Bảo. Thế ông Cấp Cô Độc lại trở thành triệu phú trở lại được vậy. Là cái thần lực của cái vị thiên sống ở trong nhà đôi khi rất là cao. Sau đó ông Cấp Cô Độc dẫn mà nữ thần đến gặp Phật, nghe pháp và chứng được sơ quả. Nó là sự hộ trì của những vị chư thiên. Đôi khi chư thiên người ta hộ trì được cả những việc như những cái việc rất là khó, những cái việc rất là kỳ diệu. Cho nên là có những cái nhà này, có những cái gia đình này. Tuy nhiên mình ra vườn mình đào được một hũ vàng này, có chư thiên mách bảo, có hai chư thì có đã có như ai mà được chư thiên mách bảo mình đi ra cái chỗ ấy có cái kho báu không? Đôi khi có chư thiên sẽ hộ trì cho mình vậy. Đôi khi có chư thiên người ta mách bảo mình hãy làm cái này, hãy làm cái kia, làm cái này là sẽ được tin, sẽ có được những cái nguồn tài sản lớn. Đấy, có những cái vị chư thiên mà có thần lực, có công đức lớn, người ta cũng có thể hỗ trợ cho những cái người mà sống ở gần họ được những cái công đức lớn, được làm được ra được nhiều những cái điều, những cái tài sản lớn. Đó là những cái điều mà họ cũng có thể hỗ trợ được như vậy. Mà cái trường hợp đấy thì hiếm mà ít thôi. Còn đa số thì mọi người sống nương tựa vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Ngày 23 tháng Chạp âm lịch, người Việt Nam thì có phong tục cúng cá chép để ông Táo lên chầu trời, thì phong tục này có phù hợp với Phật pháp không? Có thật không? Có ông Táo mà ông cưỡi cá chép lên trời không? Thì cái đây là tín ngưỡng dân gian, không có trong Phật pháp.
Nếu mà cái gia đình nào mà biết giữ giới mà cái ngày đấy biết tu tập làm việc thiện thì được, còn gia đình nào mà sát sinh uống rượu mà cúng bái mê tín thì đấy là không phù hợp, đấy là phi pháp. Có gia đình thì thờ thần tài, mong các vị thần hộ trì cho mình làm ăn buôn bán được phát tài phát lộc thì có lợi ích gì không? Nhưng thờ ông thần tài là ông thần gì? Tài là tài gì? Tài sản à? Để mình được phát tài ấy. Thì có cái ông thần mà ông ấy phát tài rồi, mỗi ngày ông cho mình một cục vàng, một thần mà ông cứ bê một cục vàng cho to, thờ ông đấy kiểu là để ông cho vàng mình. Nhất là những cái nhà nào người ta buôn bán ấy, làm ăn buôn bán là hay thờ thần tài. Và nhất là vào nhiều nhà người ta làm cái bàn thờ nhỏ xíu xíu, người ta để ở trong góc nhà, để ở trong góc nhà xong là lập cái bát hương ấy, có cái tượng thần tài ở đấy, xong là có mấy cái nải chuối bằng nhựa, người ta thờ ở đấy quanh năm ngày tháng, cho ông ấy ăn chuối nhựa thì không phù hộ cho mình được, ăn đồ giả thì phù hộ cho mình, nhưng chẳng phù hộ giả, cho ăn giả thì phù giả cho ăn sao. Thế là đến lúc con nuôi chó nuôi mèo nó vào đấy nó làm. Thì cái thần tài này có phù hộ được cái gì không? Sao mình coi thường thần tài như thế nhỉ? Tại làm sao lại thờ ông dưới đất? Do không hiểu nhân quả nghiệp báo nên người đời tạo ra các vị thần đó để cầu xin tài lộc. Thần này là do con người tạo thôi. Chứ còn mình mà thờ các vị thiên thần thì người ta có tự ái không? Tự ái quá đi chứ. Nó nằm ở trên cao mà nó cho mình ở dưới thấp này, phù hộ cái gì? Chỉ làm tăng trưởng thêm vô minh tà kiến chứ thực ra chẳng được cái lợi lạc gì hết. Nếu mà thờ mấy cái vị ngã quỷ ấy, thì cũng có khi người ta còn chấp nhận. Thờ mấy ông thiên thần mà thờ vậy ông đập chết luôn. Thiên nó cao, người ta cao thượng hơn con người mà, cho người ta ở chó nhà. Cái phong tục ở đâu? Trong nhân gian có thờ hình tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế, đó là chư thiên ở đâu hộ trì được nhân gian không? Là nhiều chùa người ta còn để tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế ở ngay trên chính bàn, ngay bên dưới Đức Phật, hai bên là Nam Tào Bắc Đẩu. Có phải là cứ đến gần Tết là mình được xem cái bộ phim Táo Quân có Ngọc Hoàng Thượng Đế Nam Tào Bắc Đẩu trông giống như là trông mấy người nó đóng nhiễu. Ngọc Hoàng Thượng Đế thì cõi trời nào cũng có vua, thì vua nào cũng phải bận mải cai trị dân chúng, thờ chỉ tỏ lòng với sự trân trọng với các bậc có thần lực uy quyền thôi. Chứ bây giờ mình thờ Bác Hồ ấy, mới khi mình thắp hương thì bác ơi bác phù hộ cho con, bác có về nghe mình nói không? Hay là mình thờ vua Hùng, mình thờ các vị vua ở cái cõi người mình ấy, mỗi khi mình lễ bái gì thì các vị đã có về không? Có về để nghe mình phấn khứa không? Cầu xin không? Ban cho lúc mà cái vị vua đấy còn sống mà mình có dám lên xin gì không? Tại lúc chết thì còn xin rồi. Thì mình thờ các vị vua ở cõi trời cũng thế thôi, còn xa hơn, còn xa vời hơn. Chẳng qua là mình có cái lòng tôn trọng thôi, tôn trọng các cái vị có uy quyền như thế. Nhưng cái người mà mình khởi cái tâm tôn trọng những cái người có uy quyền như thế là tương lai mình, nếu mình mà có nhiều phước là mình trở làm vua được. Bây giờ mình kính ai thì sau này mình có thể trở thành người đấy. Bây giờ cái người nào mà kính thầy thì làm thầy, mình kính vua thì tương lai mình đủ phước thì mình làm vua. Còn người Phật tử thì mình kính ai? Mình kính Phật, kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, thì sau này mình làm Phật, làm Pháp, làm Tăng gì đó. Thôi mà kính cái gì thì mình sẽ trở thành như vậy. Mình muốn làm vua thì mình thờ vua, mình muốn làm Phật, mình giác ngộ như Phật thì mình thờ Phật. Rồi mình muốn trở thành vị Tăng thì mình kính Tăng. Chứ mình không có nên hy vọng vào cái sự phép màu hộ trì gì ở những vị đó. Người Việt Nam trước khi làm việc gì cũng lập đàn cúng tế thần linh để cầu xin sự hộ trì cho con người và công việc được bình an tốt đẹp.
Ví dụ như về trước khi xây nhà mới thì mình làm cái lễ động thổ, mình cúng tế quỷ thần ở đấy không? Có nhà nào mà không 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 tế không? Không cúng không? Mỗi chùa Phúc Minh là không cúng à? Khi nó đổ mái có cúng không? Phải cúng phải không? Mỗi chùa Phúc Minh là không cúng. Còn ở đâu phải cúng hết à? Thì những cái việc đấy có được lợi ích gì không? Có thần linh gì tiếp nhận những cái phẩm vật, những cái phẩm vật mình cúng dường không? Mình đặt bàn thờ, làm gì cũng phải cúng, sợ sợ đầu năm phải cúng, cúng đằng sau dài hạn, cuối năm phải cúng, cúng tất niên. Tất cả làm về nhà mới mình cúng, nên là có người chết cũng cúng, có người sinh ra cũng cúng, cúng bà mụ lúc mới sinh ấy, phải không? Nhưng mà mụ bán nặng, có người ta cái quan niệm mà mụ bán nặng à, thích cho người nào làm con trai thì bán nặng cho nó thẳng đấy thành con trai, bà mà nặng cho thành con gái là thành con gái. Nên bây giờ cảm ơn bà bằng cách cúng cho bà bữa ăn, mà cúng đủ mọi thứ như vậy, xây nhà cũng cúng, khánh thành cũng cúng, làm gì cũng cúng. Cái cúng đấy có được cái gì không? Có ai hộ trì không? Có ai tiếp nhận những cái đồ cúng dường này không? Vấn đề là thế này, thần linh ấy thì có thiện thần và ác thần nhé, có hai hạng thần nhé, thiện thần và ác thần, chánh thần và tà thần. Nếu mình cúng tế mà đi kèm với những việc ác như sát sinh hay là mê tín tà kiến ấy, thì sẽ các cái vị thần ác và mê tín đấy họ đến họ hoan hỉ, còn thiện thần và chánh thần thì không có đến. Còn nếu mà trong cái sự cúng tế đấy mà đi kèm những thiện nghiệp như bố thí phóng sinh giữ giới hạnh hay là tụng kinh lễ Phật ấy, thì lúc ấy có các vị thiện thần người ta đến người ta hoan hỉ. Thì nó còn tùy theo đấy, có những cái đàn tế lễ thì người ta giết mổ châu bò heo dê, người ta tế lễ gọi là tế các cái sinh mạng của các sinh linh ấy. Thì những cái đấy chỉ có các hung thần tà thần họ đến, thiện thần thì không có đến. Giống như là bây giờ ở trong dân gian mình có những cái buổi gọi là hát hò tiệc tùng nhậu nhẹt thì mình mời mấy vị tỳ kheo thì có ai đến không? Không ai đến, phải không? Làm những cái trò đấy bất thiện đấy thì mình chỉ sẽ mời được ai đến? Mình chỉ mời được những cái người ta thích nhậu nhẹt, thích uống rượu, thích hát hò đến thôi. Nhưng mà bây giờ có những cái nhà thì người ta lại muốn tụng kinh, người ta muốn thờ Phật, người ta muốn nghe pháp, thì mời ai? Có mời mấy người uống rượu để đến không? Mấy cái người uống rượu uống chè thích nghe hát người ta lại không đến, người ta sẽ không đến, phải không? Mà mình mời mấy tỳ kheo thì lại các vị lại đến. Thì bây giờ trong những cái đàn tế lễ vậy, cái tế lễ nào ấy mà nó có cái bất thiện ở đấy thì nó sẽ có các cái vị thần bất thiện ở đấy. Cái đàn tế lễ nào mà có cái thiện ở đấy thì nó sẽ có các cái vị thiện thần ở đấy. Vậy thì trong cái lúc tế lễ thì nó tùy theo ha, tùy theo vậy. Mình muốn tế thiện thần hay tế ác thần do mình nhé. Các cái thần chỉ đến dạo chơi thôi, tùy hỷ những công đức mà mình làm thôi, xong họ ra về. Còn công việc và cuộc sống của mình tốt đẹp hay không là tùy vào cái nghiệp của mình. Các cái nó tùy theo vào cái nghiệp của mình, sau này cuộc sống có an ổn hay không là do cái phước của mình, do nghiệp của mình đã tạo. Còn mời các thần đến thì các thần đến. Nếu mà nhảy múa vui chơi thì các thần mà thích nhảy múa họ đến họ xem xong họ về. Còn tụng kinh lễ Phật thì các thần mà người ta hoan hỉ việc tụng kinh lễ Phật người ta cũng đến. Đấy, người ta nghe kinh lễ Phật xong thì người ta về. Còn cái việc tốt xấu là do mình. Tốt xấu là do mình. Ví dụ như bây giờ có những người ta kết hôn, người ta sẽ mời bốn họ hai bên gia đình bạn bè đến dự lễ này không? Đấy, thì mình cũng mở tiệc, mình tiếp đãi, ăn uống no nê xong là ai về nhà đấy. Còn hai đứa sống hạnh phúc hay không là do chúng nó, chứ không phải là do cái người đến đâu. Người đến mà đến lúc đấy mà không hạnh phúc, mình có trách những cái người đến dự không? Không có trách được người đến dự ha. Đến dự thì người ta chỉ biết gọi là mời đến dự thì người ta dự, người ta chia vui, người ta tặng quà, người ta về. Thì các chư thần cũng thế, bây giờ mình mở ra cái tiệc tế lễ. Tế lễ là các tiệc để mời các thần đến chung vui. Mình cũng dâng xôi chè rượu thịt lên để tiếp đãi,
thì các thân dùng trong các thân cũng về. Còn sau này cái việc của mình là do nghiệp của mình, cuộc sống của mình là do nghiệp của mình. Chứ sau này mình làm ăn thất bại đừng có đổ cho các thần nhá, mà sao các thần ông thiêng mời các thần về tế lễ đủ thứ như vậy mà sao bây giờ lại vẫn phá sản, vẫn vỡ nợ thế này. Mà các thần thì không biết, mời tôi đến thì tôi đến, đãi tôi xài nhau tôi đi. Còn làm ăn thì tốt hay không là do các vị. Những người cung kính tôn thờ đảnh lễ cúng dường đến các vị chư thiên thì có công đức và phước này không? Có những người người ta tôn thờ, người ta chỉ có tôn thờ các vị chư thiên thiên thần thôi, đền đình miếu mạo hay người ta, hay người ta thờ các vị thần đấy, thì người ta có cái công đức không, có phước thiện không? Nếu cung kính những vị thiên mà có đức hạnh và trí tuệ thì có phước, còn ngược lại thì không. Cũng giống như là bây giờ mình cung kính những cái người ở cõi nhân gian này, những người nào có đức hạnh và trí tuệ thì mình cung kính thì mình cũng có phước, thì cũng thế thôi. Các vị chư thiên nào mà có giới đức, có trí tuệ, mình cung kính thì mình có phước. Bây giờ ở cõi người cũng vậy, những cái người nào mà có đức hạnh và trí tuệ mình cung kính thì mình cũng có phước, ngược lại thì không. Vậy thì từ nay thì chọn những vị chư thiên có đức hạnh và trí tuệ để cung kính ha. Chọn bằng cách nào, làm sao biết được thiên nào đây, vị thiên nào có giới đức ấy, để mà chọn nhỉ? Làm sao mình biết hay không thì là mình là người thường thì mình không thấy được chư thiên, nhưng nếu quan sát những cái nơi thờ cúng chư thiên ấy, mà không có các cái pháp bất thiện như mê tín tà kiến, mà trái lại thường có các cái thiện pháp và trí tuệ, thì ở nơi đó các vị thiên hiền trí thường nơi tới nuôi và hoan hỷ những cái thiện pháp của con người. Nên bây giờ mình đến cái chỗ thờ cúng nào ấy mà mình thấy người ta bắt đầu nhảy múa hò hát, rồi là người ta dâng xôi chè rượu thịt nên trên đấy thì mình biết là ông này, vị ông thiên này còn thích nhảy múa này, còn thích uống rượu ăn thịt này, thì ông thiên đấy là thiên gì? Đấy là ông thiên đấy là nó giống như là mấy cái người nhậu nhẹt ở bên ngoài ấy. Vậy thì bây giờ mình phải đến cái chỗ nào ấy, chỗ thờ cúng nào mà nó phải thanh tịnh và không có những cái bất thiện đấy, không có những cái pháp bất thiện, chỉ có những cái pháp thiện thôi, chỉ có những cái pháp thiện và trí tuệ thôi. Ví dụ người ta chỉ có tụng kinh lễ Phật, nghe pháp hành thiền, những cái sự thanh tịnh như thế thì là những cái vị thiên ở đấy cũng là những cái vị thiên hiền trí thanh tịnh. Còn những cái vị thiên mà thích nhảy múa, thích nhậu nhẹt, người ta có đến không? Mà đến đấy được cái gì đâu? Cũng giống như là bây giờ cái ngôi chùa nào mà thanh tịnh ấy, vào đấy chẳng được uống rượu, chẳng được ăn thịt, thì mấy cái người uống rượu ăn thịt người ta đến không? Người ta mà đến làm gì? Chùa có cho ăn cho uống gì đâu mà đến. Những người người ta thích nghe hát ca múa, ca nhạc múa hát ấy, rồi đến cái chỗ ấy làm gì có được nghe hát, có được ca múa gì đâu. Rồi đến đấy suốt ngày im lặng nói chuyện, bị chửi đấy làm gì. Thì nó thế, cái môi trường nào nó cũng vậy, thiên giới cũng vậy, nhân giới cũng vậy, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tại sao những vị giáo chủ các tôn giáo khác lại khuyên tín đồ mình hãy tôn thờ và cầu nguyện Thượng Đế để sau này được sinh về cõi thiên đường và hưởng cuộc sống vĩnh hằng? Và nhiều tôn giáo khác người ta chỉ có khuyên các tín đồ là sinh về cái cõi thiên đường. Tại sao thế? Mà trong khi đó Đức Phật thì có khuyên mình sinh về cõi thiên giới không? Hầu hết các tôn giáo khác thì người ta đều có khuyên mọi người sinh về cõi thiên giới, cầu nguyện các vị chư thiên đấy. Thì đây là do cái vị đại phạm thiên, cõi sơ thiền, vị tự cho mình là Thượng Đế, là sáng tạo chủ, là hóa sinh chủ, là bậc sống vĩnh hằng, là chúa tể của các loài đã sinh và sẽ sinh. Các cái vị phạm, các cái vị thiên chúng ở cái cõi đấy hết lòng tôn thờ kính lễ vị đó, coi như vị đó là chúa tể,
Và khi những cái vị đó chết đi, hết cái tuổi thọ, mới sinh xuống cõi nhân gian. Thì những cái vị nào mà cái tâm còn định tĩnh, không ô nhiễm, thì vị đó nhớ lại được cái quá khứ của mình ở trên thiên giới. Nên cái vị đó mới khuyến khích mọi người là hãy tôn thờ cầu nguyện các vị chúa tể ở cõi thiên giới để ban cho phước này và được sinh về cõi thiên giới sống vĩnh hằng với chúa tể. Thì đấy, cho nên là đa số các tôn giáo khác là thế, người ta chỉ sinh về cõi thiên đường. Đó là một trong những pháp tà kiến của một số chư thiên. Chư thiên người ta cũng tà kiến. Và Đức Phật thì có khuyến khích các đệ tử sinh về cõi thiên giới không? Đức Phật có khuyên là mình sinh về cõi trời không? Quan điểm của Đức Phật thì có năng lực trí tuệ để biết các cái hành nghiệp của từng người, nên chúng sinh, nên Ngài thấy ai có thể chứng ngộ Niết Bàn trong đời hiện tại này, thì Ngài hướng dẫn cho người đó các cái pháp tu tập để chứng ngộ Niết Bàn. Với những người mà còn nhiều ô nhiễm chưa thể tu chứng Niết Bàn được, thì Ngài dạy là hãy tạo những cái phước lành, những cái thiện pháp, những cái công đức ấy. Sau khi mình tạo được những phước thiện đấy thì nguyện chứng đắc Niết Bàn trong ngày vị lai. Còn ở tương lai, cái kiếp tương lai gần, mình sinh về cõi nào cũng được, sinh lại làm người cũng được, sinh về thiên giới cũng được. Sinh làm người hay sinh chư thiên thì cũng là sinh về cõi này, cũng là thiện thú. Đức Phật nói là sinh về thiện thú thiên giới hoặc là cõi đời này, sinh về làm chư thiên cũng được, mà sinh trở lại cõi đời này cũng được, không sao hết. Mình sinh lên chư thiên cũng chẳng sao. Như thân mẫu của Đức Phật cũng sinh về cõi chư thiên. Có rất nhiều vị đệ tử tại gia của Đức Phật như ông Cấp Cô Độc, ông chết ông sinh về đâu biết không? Ông cũng sinh về cái cõi Tusita đấy, cõi đầu suốt thiên. Bà Visakha thì bà chết thì bà cũng sinh về cõi thiên giới, cõi Hóa Nạc Thiên. Có rất nhiều các Phật tử thân tín của Đức Phật sau khi chết vẫn sinh thiên bình thường. Thì sinh thiên cũng vẫn có thể tu tập, vẫn có thể chứng đắc Niết Bàn được. Nên sinh thiên giới cũng được, mà sinh lại nhân gian cũng được. Nhưng mà cái ước nguyện chứng Niết Bàn thì luôn luôn phải có. Cái ước muốn ấy. Cái người nào mà có cái nguyện chứng Niết Bàn, trong khi mình làm bất cứ gì mình nguyện chứng đắc Niết Bàn. Quan trọng là thế thôi, còn là chứng đắc, có thể chứng đắc trong hiện tại hoặc là có thể mình sẽ chứng đắc ở trong tương lai. Còn sau cái kiếp này, trong cái lúc mình chưa chứng Niết Bàn thì sinh về cõi nào cũng được, cõi nhân gian cũng được, cõi thiên giới cũng được, không quan trọng, sinh về cõi nào cũng được hết. Có ai ở cõi chư thiên xuống không? Ai có chư thiên xuống không? Mình có muốn biết được thì chịu khó hành thiền thì sẽ nhớ lại được à? Có hành thiền thì sẽ biết được có chư thiên không? Cho nên là mới gọi là thiên hạ. Thiên hạ Thái Bình. Thiên hạ là hạ, có nghĩa là dưới trời, hay là chư thiên hạ sinh xuống. Là Phật tử quy y Tam Bảo rồi thì có nên tôn thờ kính lễ cầu xin chư thiên hộ trì không? Mình quy y Tam Bảo rồi mình có nên tôn thờ chư thiên không? Có nên kính lễ chư thiên không? Mình có xin chư thiên hộ trì được không? Với người Phật tử có giới đức, có trí tuệ hiểu biết giáo pháp rồi thì coi chư thiên là những người bạn đạo, cùng tu, cùng nhau tôn thờ kính lễ Tam Bảo, chứ không phải tôn thờ kính lễ chư thiên. Với người Phật tử ấy, bạn với chư thiên, bạn thì cùng nhau tu tập, cùng nhau bảo vệ giáo pháp, cùng nhau rồi là hỗ trợ lẫn nhau để tu tập. Người Phật tử thì tôn trọng chư thiên và xin chư thiên hộ trì những gì mà chư thiên có thể giúp được. Những chư thiên người ta giúp được mình cái gì thì mình vẫn cứ nhờ, cứ nhờ chư thiên sẽ giúp được mình những cái mà mình không làm được. Và khi các Phật tử làm được những cái phước thiện công đức gì thì chúng ta phải nên chia phước đến chư thiên. Mình cũng phải chia phước cho chư thiên. Ví dụ mình tụng kinh xong chia phước chư thiên, thì ngồi thiền xong chia phước này. Rồi là mình bố thí cúng dường, làm cái thiện pháp gì xong cũng nên chia phước cho chư thiên. Thì mời chư thiên đến nghe pháp tu tập theo chánh đạo. Đó là điều mà mình có thể hộ trì cho chư thiên.
phải không? Hai bên hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác với nhau. Chư Thiên sẽ hộ trì cho mình theo cách của Chư Thiên, còn mình sẽ hộ trì cho Chư Thiên theo cách của mình. Vậy là công bằng. Chứ nhiều người người ta không có biết, người ta tôn thờ, người ta không biết phân biệt được đâu là Phật, đâu là Thiên, đâu là Chư Thiên, đâu là Thần Thánh ấy. Người ta cứ tôn thờ chung chung như nhau hết, ai cũng kính hết. Thì những người đấy là không có biết, không hiểu biết gì cả, và sinh ra mê tín. Còn người Phật tử thì biết mình, biết thế nào, Chư Thiên là những vị như thế nào, còn Phật là những vị như thế nào. Mình và Chư Thiên đều phải là tôn thờ Tam Bảo và cùng nhau hộ trì Tam Bảo, và mời Chư Thiên đến để nghe pháp, đến để cùng tu tập, chứ không phải là mời Chư Thiên đến rồi mời Chư Thiên lên trên ba để mình lễ, mà mời Chư Thiên đến đây ngồi bên tôi, theo tôi lễ Phật này, cũng bảo Chư Thiên này lễ Phật đi, bắt trước tôi này, ngồi bên tôi để mà nghe tôi tụng kinh này. Chứ người không biết thì bảo không, ngồi bên kia thì tôi lễ là sai nhá. Hết rồi. Có ai hồi hướng à, có ai thắc mắc gì về Chư Thiên nữa không? Rồi, hôm nay là mời Chư Thiên rồi nhá, mai với cứ một tuần học về thiền, một tuần học về kinh nhá. Kinh Bảo Hộ có 11 bài nhá. Ở trong cái cuốn kinh Nhật Tụng Bali ấy, ai muốn tìm hiểu thì mang cái cuốn ấy về đọc này. Thì đến lúc nghe đến đâu nó sẽ hiểu đến đây. Về học cho thuộc hết đấy.